rồi về gần tới trước nhà rồi hai đứa nắm tay nhau. Em lúc đó em nhát gái làm chị nghĩ nắm tay là nó sướng lắm rồi. Xong rồi vợ em chờ em hôn em cái. Tại vì em thích là người chủ động hơn. Em sợ cái cảm giác người ta chủ sợ động bị bồ vào hai bạn. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Bảo Nam, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là quản lý cho công ty của gia đình. Dạ, em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Bảo Yến, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là chuyên viên trang điểm. Bảo Nam với Bảo Yến, song Bảo gặp nhau như thế nào? Hai đứa em lần đầu tiên gặp nhau hồi năm lớp 6. Ghét nhau lắm, nguyên một năm học không có nói chuyện tới nhau luôn. Sau đó thì em ra lớp khác không học chung nữa. Vô năm lớp 10 á, thì tụi em lại gặp nhau lần nữa. Thì hai đứa học chung với nhau. Rồi học chung tới lớp 10, 12 không? Lớp 12 luôn. Dạ. Nhưng mà ai để ý ai trước? Ông này cũng để ý em. Em thì nhát gái lắm. Mới vào học khoảng 2 tháng, ông nhắn tin cho em. Ông nhắn tin, ông tỏ tình, ông thích em. Nhưng mà em thì hay đi học chung. Cũng có nhắn tin lại là thích. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì tự nhiên cái kiểu như sắp sáp lại cái em kiểu như bị sợ. Bị sững lại. Dạ, thay đổi quá nhanh từ bạn. Xong cái qua bồ cái em sợ. Em muốn tìm cái an toàn cho bản thân mình. Em mới về, em nhắn tin cho ông lại. Em nói là thôi em không thích ông nữa. Đúng không? Lúc đó sao Nam? Dạ buồn. Mà gán vẫn giữ cái quyết định đó, mình làm bạn. Không bỏ cuộc. Dạ đúng rồi. Đến bao lâu thì mới chính thức tỏ tình với cô ấy? Thì sau khi vợ em quen 3 người. Là cái lớp mấy? Vẫn là lớp 10 luôn. Khoảng 4 tháng là em quen 3 người. Dạ. Thì em tìm hiểu bạn bè thôi chứ không phải là dạng như ấy. Thì ông này ông hay nhắn tin cho em. Ông nói là em với người này không có xứng. Em với người kia không xứng. Ba người, người nào cũng xứng. Dạ, đúng không? Chọn đó đúng không? Dạ. Cô ấy đã cho ba anh kia ve thì em mới bắt đầu chinh phục đúng không? Không, còn đang quen với một anh cuối cùng. Đó là Tết, em đi du lịch, em đi Hồng Kông. Xong rồi em mua cái cây bút mà hình con Mickey, nó có cái lúp của dâu á. Xong rồi về mới tặng cho bà, nói là bà là người đầu tiên em suy nghĩ, em mua quà cho bà. Lúc đó bà động lòng. Thế tự nhiên cái em bị lưu luyến á. Như ngỏ ý dạ, rồi. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó là vẫn là lớp 10. Dạ lớp 10. Thì diễn ra cũng khá là nhanh, khoảng trong nửa năm đầu lớp 10 thôi. Thì tụi em quen nhau tới 6 năm rưỡi. Dạ rồi xong cái mới bắt đầu kết hôn. Vậy thì cái nụ hôn đầu tiên có phải là nụ hôn thời học trò? Dạ đúng rồi. Nhà của tụi em gần lắm, cách nhau có một con đường à. Tối thì vợ em qua học thêm chung với em. Xong rồi em dắt vợ về nhà đi bộ. Xong rồi về gần tới trước nhà rồi hai đứa nắm tay nhau. Em lúc đó em nhát gái làm chị nghĩ nắm tay là nó sướng lắm rồi. Xong rồi vợ em chờ nên hôn em cái. Nhát gái quá mà được lần đầu tiên mà được hôn mình tình học trò, mình nghĩ là nắm tay là sướng lắm rồi. Mà này được hôn nữa. Trời ơi. Về ngủ nguyên đêm ngủ không được luôn. Nhưng mà chị muốn hỏi cái hôm mà em hôn bạn này á, tối về em có ngủ được không? Em có cảm thấy hối hận tại sao mình chủ động không? Dạ không, tại vì em thích là người chủ động hơn. Em sợ cái cảm giác người ta chủ sợ động bị cái em bị là coi như em ngủ ngon, bạn này ngủ không có ngon. Dạ đúng rồi, bình thường em thấy chỉ là hôn má thôi cho nên bình thường. Là hôn má thôi đúng không? Hôn má thôi. Trời ơi, vậy là hôn môi. Hôn là nó sướng lắm rồi. Chừng nào mới hôn môi? Dạ cũng khoảng chắc đầu năm lớp 11. Rồi sau đó mặn nồng quá rồi, hai đứa có thường xuyên cúp học được không? Dạ có, hay cúp học đi chơi thì thường á là đi đâu? Đi ra ngoài quán uống đi nước, ăn uống, đi chơi net này kia. Đi chơi net. Cái lần bữa đầu tiên á, ông này ổng xác nhận hai đứa quen nhau á, nhắn tin cho em ổng kêu là qua trả tiền net giùm ổng. Là lần đầu tiên hai đứa quen nhau á. Tại giống như em là đi cứu net vậy. Dạ. Thì em á chữ ký á là mẹ chồng em á thì em giả được. Em ký cho ổng, em xin phép nghỉ. Em giả chữ ký cho ba vợ em. Hai đứa tự nghỉ rồi tự ký cho nhau nghỉ luôn. Vậy dạ. Hai đứa mà sau này ba mẹ em đứa có biết không? Dạ không. Rồi cái này xong là biết rồi đó. Rồi bây giờ là biết rồi đó nha. Dạ hai bác biết rồi ha. Dạ. Cái mối tình học trò của các em là nó có trong sáng và tinh khôi không? Dạ có trong sáng. Trong sáng đến bao lâu? Sau khi tụi em ra trường. Em thì không có học đại học, là do em thích học nghề hơn. Chồng em thì học về thiết kế đồ họa. Ba chồng em muốn ông này vào xưởng sớm để mà phụ giúp gia đình. Nhưng mà ông không có chịu vô. Cái mới kêu em là đi làm để cho ông vô theo. Thì hai đứa cũng làm cho ba chồng cũng mấy năm thì ổn định rồi, thì ông này không theo được rồi. Thì em lại nghĩ em đi ra làm cái khác. Có nghĩa là ba kêu thì không vô. Dạ. Tại không thích công việc đó. Kêu vợ vô thì lại vô theo. Dạ, này phải chở em đi làm. Ông này ổng không có bỏ em được cho nên ổng cứ đi theo. Cái mối tình của các em rất là đẹp. Không, nhưng mà thấy ba chồng cao tay ghê luôn. Ba chồng em là quá cao tay rồi đó. Đó, nhưng mà bây giờ em yêu công việc của em chưa? Dạ rồi. Rồi em đi ra ngoài vậy lúc đó là có xin với ba là cho cưới luôn không hay như thế nào? Dạ, cái lúc đó là biến cố là hai chồng em quen nhau cũng lâu rồi, lúc đó cũng 6 năm rồi. Mẹ vợ thì lại bệnh. Lỡ không may thì sẽ có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ kéo dài cái cuộc tình nữa. Hai đứa quyết định là nói chuyện với ba xin cưới.
mà lúc đó mới có 22 tuổi là tuổi còn ăn chơi mà, cho nên ba không cho. Chưa có sự nghiệp còn ham chơi, lấy rồi làm khổ con gái người ta. Nên là ba không cho. Dạ đúng. Nhưng mà bên gia đình em thì sao? Mẹ em thì cũng muốn hai đứa thôi cho nó xong đi, để mẹ em lỡ có thì chuyên tâm vô trị bệnh hơn. Tụi em làm sao để mà thì tụi em mới bài ra là có em bé. Lúc đó hai đứa cũng cố gắng lắm, nhưng mà sau đó thì hẹn ba chồng thêm một ngày nữa để mà gặp nói chuyện, rồi mình nói ra cái tương lai của mình sau khi kết hôn như thế nào để ba chồng em suy nghĩ lại. Em là người nói hết, giống như là em đứng ra em xin để hả mà em lo lắng chồng này suốt cuộc đời vậy. Trời ơi. Rồi tôi sao sao? Ba có đồng ý vậy? Ba chồng em chịu. Dạ. Ôi, sao giống như chế độ mẫu hệ vậy? Dạ. Chồng em thì ít nói, không có biết cách để nói chuyện. Là xong hết rồi thì gần đám cưới 2 tháng thì em mới phát hiện em có bầu 2 tháng. Tới đám cưới thì lúc đó em có bầu 4 tháng rồi. Có nghĩa là đã thực hiện âm mưu rồi. Dạ, đúng không? Trước đó. Rồi tới cái ngày mà nói chuyện với ba là cũng không biết mình có bầu. Dạ. Mà nói xong rồi mới phát hiện là có bầu. Dạ. Vậy làm đây con mấy tuổi rồi? Dạ, 3 tuổi rưỡi. Sao chuyện tình hai người này rất là dễ thương nghe, không có gì gọi là trắc trở cả. Và tôi thú vị nhất là tất cả mọi thứ là do cô vợ chủ động hết. Dạ. Bây giờ cô vẫn còn chủ động không em? Dạ còn. Cái gì cũng chủ động. Em thích em bị động. Vậy cái bữa đầu tiên là đứa nào chủ động? Bữa đầu tiên là em chủ động. Tại ông nào không biết làm gì hết trơn chị. Hiền quá mà. Hiền thì ít bao giờ có tật xấu lắm. Vậy thì giờ ảnh có tật xấu không? Dạ có tật xấu rất là nhiều. Cái đầu tiên là mê chơi game. Sau khi công việc thì về nhà là mở máy lên chơi game. Dạ chơi mà không biết vợ con mình là ai luôn. Nhiều lúc con nó đói bụng thì tại em hay phải đi làm, con đói bụng thì mới kêu ba ơi ăn cơm. Vậy chồng em nó đợi xíu đi con, rồi con nó ngủ luôn, không cho nó ăn luôn. Dạ. Trời ơi, vậy nay con nó thanh mảnh như em hay là? Dạ đúng rồi, thanh mảnh. Mê game dạ, đúng không? Game. Hay bỏ bê con đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại hay hẹn nữa anh. Em hứa Bảo Yến là lấy ông này không, cái ông hẹn. Hẹn Bảo Nam. Dạ, Bảo Nam, hứa Bảo Yến. Dạ thì ổng mỗi lần mà kêu ổng làm gì ổng nói là để đó đi chút nữa ổng làm, nhưng mà thật ra không có làm. Để đó đi em, từ từ mới. Dạ đúng rồi, cứ vậy đó. Dạ còn cái tật xấu là hay giống như mà móc mũi rồi xe lại cái búng anh. Xong cái thằng con nó thì rất là tin, thì nó thấy là nó lụm. Cái nó lại nó hỏi là ba ơi cái này là gì vậy? Cái là nó bỏ vô miệng luôn. Thằng nhỏ là nó tưởng là sikula. Còn gì nữa không em? Với lại ngủ nhiều. Người ta ngủ 8 tiếng là người ta hồi phục sức khỏe rồi, nhưng mà ông này ông ngủ 12 tiếng, sau đó còn ngủ trưa nữa. Trời ơi. Cả ngày 24 tiếng ông ngủ hết chắc 16 17 tiếng rồi, còn lại vi phạm quá, nó quá quá. Em không có thích cái việc đó thôi. Tới em đó. Bảo Yến có tật xấu gì không Bảo Nam? Dạ em là hay mua đồ linh tinh. Mua trên mạng đúng không? Dạ đúng rồi, cứ ngồi rảnh điện thoại là vuốt, có này mua, có kia là mua mà không có giao về nhà đâu, giao vô công ty em là em trả tiền. Chơi vậy đó. Ở nhà chắc có một kho đồ đúng không? Dạ, ngày là 3-4 lần vậy đó. Riết mà em phải mượn tiền đồng nghiệp để mua luôn. Tật xấu là mua hàng vô tội dạ, mua coi như là sắm sữa lia lịa đúng không? Vô tội dạ. Ở nhà cổ toàn là chủ động không à? Em là bị động đúng không? Dạ. Vậy có bị ăn hiếp không? Có, bị đánh vô người nha. Bảo hành đó. Đánh nhà đánh, nhưng mà đánh lộn thiệt ngoài đời á. Nhưng mà em cũng đâu có vừa nên em đứng em gồng cho đánh nè. Trời đất ơi, tưởng đói ở đâu có vừa đâu quánh lại á. Cũng đâu có vừa đâu, đứng em gồng cho quánh. Em gồng cho đánh xong chút hả mệt rồi, sưng tay khóc kêu em xích dầu. Trời ơi, tội nghiệp. Cái còn gì nữa? Giảm cân. Yêu nhau 10 năm nay em đâu bao giờ che mập đâu, suốt ngày cứ đòi giảm cân hoài. Tới cái lúc mà thèm mới ăn á. Cái em nói em ơi em đang giảm cân em đừng ăn, cái quay qua chửi em. Sáng mai cái quay lại nó ủa xong qua anh không cản em. Tuần nào cũng bắt ăn mấy đồ nọ để lấy đồ chơi. Còn đồ ăn em ăn không, ăn riết mà đi toilet không được luôn. Táo bón luôn á. Bón luôn à. Là chỉ vì một món đồ chơi mà món đồ chơi đó đem về cho con chơi hay là bả chơi? Bả chơi, sưu tập. Nhân cơ hội này em mong muốn Bảo Yến thay đổi điều gì? Em muốn dạy em bớt mua đồ này. Đừng mua linh tinh nhiều quá, cái nào cần thiết hả mua. Chứ là có nghĩa là phải tiết kiệm. Dạ, rồi, chứ mấy cái đồ đó mua biết nào mới hết. Chi tiêu phải có kế hoạch. Rồi em mong muốn xã thay đổi là gì? Dạ em thì muốn ông xã là bớt chơi game lại, dành nhiều thời gian cho con cái vợ hơn. Chồng em thì ngoài việc đó ra thì mọi thứ đều rất là ok, công việc nhà vẫn làm, em không có làm. Mà chị hỏi sao em không mong muốn vợ em đừng đánh em? Đánh em đâu có đau đâu, vợ em đau không à? Vậy hả? Em đâu đau đâu, đánh là anh cũng vậy à? Vậy hả? Có nghĩa là em không cần thiết cổ phải thay đổi cái đó đúng không? Giờ chị nói nè, con nít đó nó giống như tờ giấy trắng vậy đó. Nói thiệt đó. Thì bây giờ nếu như nó thấy cái chuyện mà em đánh chồng mình á, nó thấy ngày này qua ngày nọ tự nó mặc định là cuộc đời nó lớn lên nó cũng sẽ phải bị đánh như vậy. Dạ. Khi mà nó lấy vợ
đó em tự suy nghĩ đi. Em thích không? Không? Hạn chế lại, hiểu không? Có đánh thì đóng cửa lại, đánh nhẹ, đánh khẽ thôi, hiểu không? Mà đánh với ông thờ đó. Chúc cho hai em ha, lúc nào cũng vui tươi như thế này. Và nếu được, năm sau thêm đứa nữa. Thêm đứa gái nữa, cho có trai gái vẹn toàn. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Từ ở trong bước ra, anh tưởng đâu trong đó nó có tấm gương. Chị cũng hết hồn, chị tưởng là gần pin nó tham gia vợ chồng son luôn á. Nó nghe nè, sáng nay mới cạo đúng không? Anh cũng mới cạo luôn. Hai anh em mình được cái bóng lưỡng. À, rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. 1989 là nhiêu tuổi ta? Bây giờ anh chị cộng trừ nhân chia nó dở lắm. Rồi. Năm nay nếu mà tính luôn là 32. 32. Trẻ trung say đắm quá. Dạ. Trẻ hơn số tuổi. À, cảm ơn anh. Rồi, nghề nghiệp ở đâu? Em hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Nhóm hát. Và em đánh DJ thêm. Vậy à, có chơi DJ nữa hả? Dạ. Ủa em hát nhóm nào vậy? Giới em thiệu luôn nhóm, đi. Em hát nhóm The Queen. The Queen. Dạ, không biết anh em mình gặp nhau chưa ta? Dạ chắc cũng có. Anh nghe cái tên này quen lắm đó nghe. The Queen. Rồi, mời ông xã. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Em năm nay 35 tuổi. Dạ, hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Cô ca sĩ là coi như là dưới sự điều hành cả cuộc sống là sự nghiệp của một anh quản lý đó. Nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Sao? Dạ. Thì quản lý xong rồi quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi, em làm thầy bói coi. Chắc có nghĩa là cơ duyên hai người gặp nhau nè. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ trước là em đi hát chung với chị hai của ảnh là nhóm Trendy Girls. Sau đó em mới nhóm nghỉ thời gian thì em mới làm nhóm mới. Nhưng mà anh đoán nó có đúng cái phần nào không em? Không. Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Nghe bé nói là chị biết là không đúng. Bé nó lịch sự hết sức luôn. Hơi sai. Thôi bây giờ đừng để anh đoán nữa. Tại chị một chỉ có hay kêu anh đoán lắm. Không. Khoái cười. Khoái cười chứ nổi đâu. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết. Người ta cũng trúng một lâu lâu cũng trúng miếng. Rồi bây giờ thôi nè. Bây giờ thôi vậy thì hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Đó, cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ, là trước khi mà em biết ảnh á, là em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Đó, em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Và lúc đó thì ảnh chưa có vào nghệ thuật, chưa có quản lý em. Lúc đó làm gì? Dạ, ảnh làm bên cơ quan nhà nước. Rồi. Sau đó thì tụi em mới biết nhau, thì thông qua chị thôi. Cái lần đó là hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? Nếu mà tính ra là cũng 14, 15 năm. Nhưng mà khi mà em thấy cô bé này đi hát chung với chị của mình á, thì cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Thì lúc đó em thấy cũng xinh. Xinh nhưng mà bây giờ hay là hơn bây giờ hay thua bây giờ? Nói thiệt. Thiệt không bằng giờ chị, không bằng giờ. Không bằng giờ. Thì anh nói là anh về anh chăm, chăm đẹp hơn xưa đó. Là xinh, là em thích liền không? Đó. Em có thích liền không? Dạ chưa chị. Cái chưa duyên tới thôi chứ lúc đó là thực tế là em chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chỉ biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Đâu, hồi xưa là hot boy anh. Hot boy. Còn em sao em nói luôn đi, em nói cái cảm giác khi mà em gặp anh này lúc. Nói chung là em gặp anh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều, mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ bảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được tin tưởng là an tâm đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng. Càng hot boy thì là em sẽ không nhìn tới. Nhưng mà cái bề ngoài của ảnh á là nó có khác với cái tâm hồn và cái tính tình của ảnh không? Tức là ở ngoài thì nhìn như đào hoa nhưng mà ở bên trong nói chuyện có hiền lành, có tạo thiện cảm với mình hay không? Thì nói chung là rất là lịch sự. Nói chuyện cũng rất là dễ thương, nhưng mà kiểu như là do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm thấy em ghét. Lúc đó là em bây giờ là ba mấy mà gặp ảnh cách đây là mười mấy năm. Lúc đó em học lớp 10, lớp 11. Giờ chưa được 18 luôn đúng không? Thì thường là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Đúng rồi. Nó có một cái gì đó mà tâm tính nó kỳ mưa nắng kỳ cục. Nó mưa nắng lắm mà nó giống như nhiều khi nó thích đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa bắt đầu quen nhau? Để nói cho nghe, nhiều khi nó thích đó nhưng mà làm bộ nó không thích. Hiểu không? Hiểu không? Em có cảm giác gì không? Em có cảm giác con bé nó nhìn mình nó cũng ngã đó, nó cũng đổ đó. Nhưng mà nó xạo xạo, nó làm bộ nó
chứng tỏ ra đây là út có không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Nghĩ hả? Rồi sao quen? Tại vì, nói chung là tại vì lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Mà cuối cùng á người ta không có dính. Mà không dính. Mà dính hả? Lý do gì dính ta? Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im nó láo láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình những cái thằng im im nó lại là dạ, chú ý anh. Dạ đúng rồi, đúng cố không? Tình im để cho mình chú ý tâm. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Thì mấy anh mấy đứa em á rủ đi đi chùa, đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn có hai đứa em mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi. Mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi giờ hai đứa đi luôn. Có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa, là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi, lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói thôi mệt quá, giờ nắm tay luôn đi. Kỳ quá. Là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn. Là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18, 17. Chứng giám đó. Dạ. Ra xong là coi như là dạ, quen rồi. Luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi ô lần đầu tiên các bạn quen nhau ở đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi, thử coi làm sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đầu không? Còn anh. Còn giấu em á. Nhưng mà có như nào? Vậy như vậy là có nghĩa là bạn này bạn nói giấu, như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn có không? Không chị, tức là trong cái thời gian quen á thì hai đứa thì vẫn quen bình thường, nhưng mà những bạn gái cũ á hay nhắn tin rồi ngủ đi ăn sáng thì nào cái vô tình em phát hiện thì em mới biết chứ đâu em đâu biết là ổng có bạn gái trước hay này nọ. Cái xong em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó. Nhưng mà tự nhiên quen em. Cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này lại thấy tin nhắn rồi bà cũng gọi. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Dứt luôn. Im luôn. Dứt bên kia luôn. Dứt khoát luôn. Dạ. Nhưng mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ hay là có những lúc nào mà hờn giận với nhau không? Đó. Dạ cũng có chứ. Có giận. Nó không thì không ai tin đâu. Dạ. Có giận chứ. Dạ. Và ai là người ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em. Bà giận em xong rồi bà cũng có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian. Cho anh thời gian suy nghĩ là bây giờ anh hoặc là anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. Hai tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào rồi anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bà tham gia nghệ thuật mà thì ca sĩ này nọ kia lên tập. Thì cũng là đi chung với người ta ăn uống thì đó cái em phát hiện lại thì xong rồi em lại ghen ngược lại nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh rồi sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt, nhưng mà tới lúc mà ảnh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với người bên kia đi. Tội để... không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi đi ăn đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó cho ổng biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Nhưng mà đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á thì em thấy là thôi mình phải như thế nào phải rõ ràng. Đó thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó, thì ổng nào quyết định ổng chọn em thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi cũng chọn anh. Rồi vậy mà bến bao lâu thì tại vì lúc đó là em còn thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ đúng còn không? Nhỏ thôi. Nhưng mà gia đình có biết nhau không? Dạ, đến bao lâu rảnh mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la không cho quen mà. Như sợ, vậy chắc chắn anh không dám đến sợ bị ảnh hưởng tới việc học hành. Cho nên la dữ lắm, không cho quen, em cũng không dám quen. Tới năm lớp 10, lớp 11 em chưa có quen ai luôn.
cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là ừ chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Giống như ở nhà, rể chứ như nhà của mình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một người đàn ông coi như là rất là tháo vát việc nhà không? Dạ nấu có. Ăn luôn đó anh. Ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, hai năm mấy. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Đó cái nói cái bà em nghe, cái bà em mới kêu ổng ra nói ừ con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi tự nhiên lại bớt bớt tự nhiên lại. thì lúc đó thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba, ừ ba ơi con muốn có vợ. Là nói với ba em hả? Không, nhắn với ba. Cái xong mới qua hỏi cưới. Lúc em nhắn tin đó với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào? Lúc đó em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi dạ. Lúc đó mà đội đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Không biết nhà em có sốc không chứ mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Rồi ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Rồi khi mà qua thì gặp ông nội bên này, ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ôi vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà về em về gặp ba đó. Rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi tính á, lúc ba gặp em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ thì con thì sau đó em mới nói là bé Thủy tham gia chung với chị á. Ở nhà mới nói cũng được. Vậy hả? Chắc cũng nhờ chị đó, coi như là cây cao bóng cả của chị đó dạ, đúng vô rồi. Bởi vì gia đình là ưng liền đó. Chung là cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á là với con trai là còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời 22 tuổi chưa giờ nghĩ luôn á. Sự nghiệp lúc đó còn chưa có cái gì, thành ra là mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn đó. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu. Tại vì còn nhỏ quá. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, các em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, vậy chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Tại đi cũng 1.5 năm. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Tháng 8. Vậy là sao? Ủa vậy có đám cưới đâu? Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ, trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Về được có 5 ngày. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết đó. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 ngày tính luôn ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa, đúng không? Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ, tính ra là 19. 19 à, đúng không? Rồi, như vậy khóc đến nay không? Là khóc dữ không? Dạ cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á, thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình đó chắc buồn á, cho nên lên ngủ chung với em. Thương quá hả? Dạ. Hồi nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Dạ. Ủa em, tới bây giờ là các em cưới nhau được là 10 mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13. 13 năm anh. Dạ. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn rồi. Em về là con em xuất ngũ là con em được 3-4 tháng gì đó. Tại chú bộ đội là đè nén rồi cũng cả tháng trời. Thì đó. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát báo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng không? Ừ. Các em còn quá nhỏ như vậy, đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm nữa đúng không? Người nếm kinh nghiệm. Sao Đạt?
Cái đó em cũng đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày cưới đúng không? Dạ. Thì bởi vì mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi, lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi, rồi à. Rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Có chắc chung luôn. Là có chắc trong luôn. Trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ, mười mấy năm mà chứ không phải là ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tan tành hay gì đó. Sao em? Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong trường hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó là cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng được 8-9 năm rồi. Ồ, mới đây. 8-9 năm. Dạ. Rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero á chị, nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được, cái cuối cùng thì không quản lý đó. Thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia gì nọ, rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó. Rồi em phát hiện tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nó giấu, run rẩy lắm, run rẩy lắm, không dám đưa. Tới tối em gần em chôm cái điện thoại để em coi sao mà có ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đó, cái xong em gần mà gần không được. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại, rồi em nói chắc chắn là có chứ mày không có. Kiểu này là chắc chắn là có. Đó, cái xong mà em chụp đại vậy mà dính. Hỏi thẳng luôn, hỏi vậy mà dính. Đó, cái xong em mới phát hiện ra. Đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết. Cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại rồi ngủ ăn thì mưa nắng chút đỉnh đúng đó. Rồi đúng rồi chị, là đó là phát hiện ra là xong, bạn này thôi đó. Dạ xong rồi em kêu em nói chuyện với ba mẹ em, được cái là có gì là em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết, em không có tự giải quyết mình. Rồi có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không? Anh trai nắng luôn. Dạ không, tại vì lúc đó cũng lớn rồi em. Không có cái cư xử đó nữa, còn cái lúc kia là còn không? Nhỏ. Dạ đúng rồi, tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa. Mình phải suy nghĩ cho con mình. Lúc đó em sao Đạt? Có năn nỉ, có giải thích hồi gì hồn, sợ hãi chứ. Có sợ gãy đổ không? Có năn nỉ chứ. Rồi ba mẹ cũng kêu qua. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không được vậy. Mày được, mày được. Phải nói với lại vợ mày sao? Rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa. Hứa chứ cửu quyền thất tổ. Dạ. Là cái đó là không có chối. Anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ rồi. Chúc mừng. Sợ tới giờ luôn. Thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi, thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha. Rồi bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em ơi. Kia đi. Cái đại hội vạch mặt đi. Em biết cái vụ đó không? Vụ đó là cái vụ ăn tiền nữa. Cho Đạt nói trước đi. Đạt sao em? Nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà. Em hiền. 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy, có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không? Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Tật xấu của vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm, dở về nấu nướng, giặt giũ, tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở lắm. Là không biết làm không gì hết là sao? Không biết nấu, không biết làm, chỉ biết nấu được hai món à. Mì trứng, mì tôm với lại chiên trứng thôi. Trời, hai món khó quá em. Không, chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Sao? Còn có biết rửa chén không? Ít lắm. Cái con em nói cho mẹ rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Cái mà ngoại hỏi mẹ mày rửa được mấy lần? Dạ hai lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới hai lần trong 13 năm đó, ghê thiệt chứ. Quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. Rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Nói chung là cái gì em cũng làm hết á. Về nhà em làm hết cho anh. Tính mà tình còn thì sao? Giờ em còn tật xấu gì nữa không? Dữ lắm anh ơi. Dữ lắm. Dữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực dữ cỡ nào đâu em? Nó dữ là dữ như thế nào? Cực dữ. Chửi em dữ lắm. Nhưng mà cũng không có tục, ví dụ em xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa. Nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em sao? Em có phản ứng không hay là im lặng? Em im. Em im xong nghe rồi em bỏ em đi uống cà phê. Vậy đó. Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là nóng tính đúng không? Giận lâu không?
buổi trưa là xong rồi, chiều về là đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Ừ, nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa, trưa về ăn cơm là xong rồi. Rồi còn gì nữa không? Không có biết làm việc nhà nhiều nè, rồi nóng tính nè, rồi còn gì nữa không? Nói chung là kiểu ai đó thôi chứ. Có hay nói đi nói lại một vấn đề không? Dạ có chứ, nhai đó. Nhai đó không? Nhai nói nhiều đó. Có nhai là chuyện cũ không em? Dạ không, không, không. À, được anh, nhưng mà cái đó được á. Dạ. Ủa, sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói. À, rồi tới em đó. Không mà nhiều lắm. Tại vì á, em thì không thích nhậu nhẹt mà tối là cứ nhậu miết à, tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao bè, để kiếm show cho ngoại em giao đúng rộng, dạ đúng rồi. Đó, cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao sao cho mình biết. Này không, đó, nhậu, cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là là tới sáng. Trời ơi, giọng thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bắt ngồi bắt cứ lải nhải hoài. Cằn á, cằn nhằn hoài luôn. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Mà vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn cằn nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á. Thì em không thích em nhậu nhẹt nhiều. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa? Thứ nhất rồi, thứ hai là ngủ á. Khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai luôn. Khó dậy. Khó dậy. Ngủ vậy đó. Chắc ngủ qua ông ấy đó. Hồi nhậu rồi xong về có làm phiền vợ không? Cái đó tật rồi. Tật dạ đúng rồi. Hai em nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không, alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Mà trong khi quạo đúng quạo luôn. Mình đang ngủ mà. Đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu. Em giữ giác nữa. Đó, cái xong kêu dậy ăn mà ăn khuya. Mà mua một lần mua về mua 2-3 phần. Đó. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn. Ổng ăn 2 phần. Cũng cái tật mà nhậu em xong về khuya phần hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ăn vậy á. Bạn. Hai anh em dạ. Cũng hai cái đầu. Đồng hai cái đầu ghê hồn luôn. Dạ. Rồi sao nữa cưng? Đó, cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu quá đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng anh. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi. Réo gọi ghê gớm lắm đúng không? Rồi còn gì nữa nè? Chỉ có gì đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em làm giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Bớt sao không có lại thêm nữa? Phải bớt em nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng con trai. À đứa lớn đứa con gái hả? Dạ đứa con gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Dạ. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết đó đi nha. Mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời, người ta rượu bổ. Dữ rồi, dữ rồi, cái đó được đó. Rồi giờ Đạt muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút mà. Hiền chút. Trời nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Đúng rồi đó, đúng rồi. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó cằn nhằn cử nhử nó la lối thôi thì giờ á 50-50 đi. Chứ tuần chị 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chị thấy nhai từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, thì tại vì em nhậu đó, nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng. Mà bả nhai có khi nào em trả lời lại không? Đạt không, em im. Hay em xong em rồi đi. Em đi. Đi đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Nói chung là em mà đã vào công việc rồi á là em sẽ không có tính mấy cái vấn đề khác nữa. Rồi. Dạ. Chị thấy vậy nè, em bớt lợi. Yeah. Em bớt lợi cái bé nó cũng bớt lợi. Yeah. Bớt lại là có hai cái lợi cho cả hai đứa luôn. Yeah. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà. Yeah. Bắt nó nói hoài, nó tắt tiếng nó hát khàn giọng luôn á. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai. Trời ơi. Trăm bề lợi hết trơn đúng không? Lợi đôi đường. Nghe. Dạ, dạ. Ôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Dạ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Ở trong một cái phần rất là hấp dẫn nha. Dạ. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị. Ok. Chờ xíu nha cưng.